Những năm gần đây, nhiều ý tưởng khởi nghiệp được ra đời từ các bạn trẻ đang còn là sinh viên ngồi trên ghế giảng đường đại học. Khởi nghiệp không chỉ để hiện thực hóa ý tưởng, mà còn là cơ hội để họ thử thách bản thân và khẳng định bản lĩnh. Với mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, chắp cánh cho khát vọng khởi nghiệp trẻ, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Frederick Norman đã phối hợp tổ chức cuộc thi Business Challenge. Những người tham gia không chỉ được trải nghiệm những điều mới mẻ và khám phá bản thân, mà còn có cơ hội cọ sát thực tế, được những vườn ươm hỗ trợ. Bước ra từ cuộc thi Business Challenge 2018, đội YoLife với dự án mô hình chuỗi các hoạt động cho người cao tuổi tại các phòng cộng đồng chung cư đã nhận được sự hỗ trợ từ vườn ươm khởi nghiệp PESPI. YoLife là ý tưởng được xây dựng bởi một nhóm các bạn trẻ nhen nhóm ý nghĩ muốn cùng chia sẻ những tâm tư tình cảm với người cao tuổi, khát khao muốn trải lòng với những kinh nghiệm mà ông bà truyền lại cho mình. Các bạn trẻ YoLife mong muốn phát triển một cộng đồng dành cho người cao tuổi và song song với đó là nơi để thu hẹp những khoảng cách tưởng chừng như xa vời giữa các thế hệ. Hiện nay, YoLife đang được BESPI ươm mầm. BESPI hỗ trợ các thành viên dự án từ địa điểm làm việc cũng như kết nối với các chuyên gia để cùng định hướng chuyên môn. Với sự tư vấn về chiến lược phát triển của BESPI, những ý tưởng của YoLife đã đi vào thực tế và mang lại nhiều ý nghĩa cho cộng đồng. Thật ra thì với một bản thân như của YoLife bọn em đó, nhận được sự hỗ trợ cực kỳ lớn từ vườn ươm BESPI. Em thấy những vườn ươm hiện nay thực sự là rất là có ý nghĩa. Chúng em nhận được sự hỗ trợ rất là lớn từ về đến văn phòng, từ định hướng, từ những cái chuyên môn và những cái hỗ trợ khác nữa, nhiều hơn nữa từ vườn ươm. Năm nay, BESPI tiếp tục đồng hành cùng các startup trong cuộc thi Business Challenge 2019. Cuộc thi là sân chơi cho các ý tưởng khởi nghiệp còn đang trong trứng nước, có cơ hội được thể hiện và triển khai trong thực tế. Không những thế, cuộc thi còn là nơi để kết nối các doanh nghiệp với sinh viên, kết nối nhu cầu việc làm. Vì vậy, vượt qua khỏi khuôn khổ cuộc thi là sự lan tỏa và làm dậy lên làn sóng khởi nghiệp trên toàn quốc. Hội nhập kinh tế thế giới trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Điểm đặc biệt của cuộc thi năm nay là hướng đến tính thực tiễn, phát triển các dự án khởi nghiệp sau cuộc thi. Cuộc thi mang sứ mệnh tìm kiếm những ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên đang học tập tại trường, từ đó sẽ ươm mầm, đồng hành, kết nối ý tưởng của họ cùng các mentor, các startup thành công, giúp các bạn tiếp tục hoàn thiện ý tưởng, hướng đến mục tiêu hiện thực hóa trong tương lai. Các ý tưởng khởi nghiệp hướng đến việc gắn liền với các sáng kiến vì cộng đồng hoặc mang giá trị thực tiễn cao. Tôi đánh giá rất cao ý tưởng của Business Challenge 2019. Cuộc thi hướng đến đối tượng là các sinh viên trẻ, sáng tạo, thông minh ở các trường đại học. Và như vậy là từ khi còn ở trên ghế nhà trường, họ đã đảm nhận trách nhiệm đối với bản thân, với nhà trường và xã hội. Và tôi nghĩ rằng các cuộc thi diễn ra trong môi trường đại học sẽ có những cơ hội và tiềm năng tiếp tục phát triển. Tôi nghĩ là cái điều quan trọng nhất đấy là chính là cái tính bền vững. Tức là chúng tôi không chỉ tổ chức một cuộc thi và dành ra, chọn ra được những đội đoạt giải, mà thực sự là chúng tôi đã truyền lửa được cho những cái hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong sinh viên, trong các bạn trẻ. Và đặc biệt hơn nữa là tính bền vững của những cái dự án, kể cả những dự án được giải cao nhất và những dự án mà được giải trong cuộc thi mà có những ý tưởng hay thì vẫn tiếp tục bền vững, phát triển thành những cái doanh nghiệp. Thì tôi nghĩ đấy là một cái điểm rất vô cùng quan trọng. Và một điểm cũng rất là quan trọng đối với Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, đấy chính là việc chúng tôi từ cái cuộc thi khởi nghiệp này thì chúng tôi hướng đến việc là đổi mới cái chương trình đào tạo và đổi mới cái cách thức đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế, tức là đào tạo gắn liền hay là đào tạo trong thực tiễn, đào tạo theo các cái dự án trong các project và đào tạo hướng tới quốc tế. Thì đấy chính là một cái điểm mà được rất là lớn đối với Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội từ cuộc thi.